Rồi, em cũng xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà mình lô đất này tọa lạc tại thôn 1 xã Đắc Bục So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Nguồn thu ở trên đất thì cà phê và tiêu nha cả nhà. Tiêu tầm khoảng 400 trụ tiêu. Nhưng mà năm nay thì con thu mà mình thì tầm khoảng 200 trụ. Còn lại một số trụ thì hơi yếu nha cả nhà. Cà phê thì 850 cây. Tổng diện tích sử dụng là 1,2 hecta, trong đó sổ đỏ là 9,5 sao. Đất thì cách cái đường bê tông tầm khoảng 30 mét. Thế đất thì thoải bằng kính gió nha cả nhà. Giờ thì em xin đi vào chi tiết. Đất thì tọa lạc tại thôn 1 xã Đắc Bục So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Nó tiêu thì như thế này nha cả nhà. Cả cần chơi có đất thì chủ nhà cũng đã làm sạch rồi. Đất thì cách trường học các cấp tầm khoảng 4 cây số. Nguồn thu hiện tại thì là tiêu với ca nha cả nhà. Cà phê thì 850 cây. Tiêu 400 trụ nhưng mà thu mình thì tầm khoảng 200 trụ, còn lại thì một số trụ thì không được như ý nha cả nhà. Tổng diện tích trong sổ đỏ là 9 sầu rưỡi và tổng diện tích sử dụng là 1,2 hecta. Phần ngoài sổ là làm được sổ nha cả nhà. Tiêu phụ trụ rất là đẹp ạ. Và cũng được đặt cả. Nam mình đã có nhu cầu thì cô nên hưởng để đi xem thực địa nhé. Đất tọa lạc tại thôn 1 xã Đắc Bục So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cà phê sen tiêu. Cuối rẫy thì ao hồ nằm ở cuối rẫy, mái ống đầy đủ. Đất thì cách bê tông khoảng 30 mét, cách đường nhựa khoảng 800 mét nha cả nhà. Đường theo ô tô vào tỉnh thôi. Thế đất thì truyền thoại thoại bằng kính gió. Giờ bác nào tài chính dưới 1 tỷ thì có thể quan tâm lô này nhé. Giá chủ nhà đưa ra cho thời điểm hiện tại là 920 triệu. Gặp chủ nhà để thương lượng về giá. Cần chơi thì chủ nhà làm hết rồi. Ở đây có cái chòi gạch tạm như thế này nha cả nhà. Có cái chòi gạch nhỏ nhỏ để che nắng che mưa. Đất cách đường dây điện khoảng 20 mét. Ở đây là có một mất một đoạn này như thế này. Mất một đoạn này thì chủ nhà đã trồng trồng mất cá. Ở đây thì chủ nhà đã trồng cà phê. Cà phê đây này, kéo qua bên kia đấy, nguyên đám cà phê dưới này như thế này. Còn bên hông này là đường đi xuống, đường cho xe càng xe máy đi xuống để thuận tiện cho việc thu hoạch mùa màng ạ. Dưới này thì bằng kính gió nha cả nhà. Lô này thì mình thu tương đối ổn định, tạm ổn. Mặt cái hàng rắn ở ngoài này thì nó không được như ý, nhưng mà ở giữa thì cái rất là sai nha cả nhà. Có một số cây thì chủ nhà đã cải tạo lại để cho mùa vụ tới. Phân thì chủ nhà đã bỏ phân đợt 4 này, còn thêm một đợt phân cuối nữa.
đây là một quái tổng quát xấu có đẹp có để cả nhà mình tham khảo nhé. Vườn thì có cây này cây nọ chứ không tuyệt đối 100% được, mà ca thì cũng khá là đạt. Nhà vừa phát dọn cỏ sạch sẽ bộ phân này. Đây là em quay tổng quát chi tiết để cả nhà mình tham khảo. Bác nào tài chính giữa 1 tỷ thì có thể tham khảo lô này nhé. Đất cũng khá là gần với trung tâm, thuận tiện cho việc đi lại. Con cái học hành thì cũng gần. Chất ra trường mầm non cấp 1, cấp 2 chờ cụ thì tầm khoảng 3,5 cây thôi. Đất nó cũng thoải bằng kính gió. Cả nhà mình ai quan tâm thì cô em hưởng để đi xem thực địa nhé. Chuyện cả già kinh doanh nha cả nhà. Này, máy ống này thì đầy đủ hết rồi. Ở đây chủ nhà vừa mục thêm được hơn 100 hộ để trồng 100 cây cà con ở đây. Hồ nước thì cái này. Đây là em quay tổng quát toàn bộ chi tiết để cả nhà mình tham khảo nha. Hồ ở đây, hồ thì mênh mông nước, nội dung nguồn nước ở đây là do chủ nhà ngăn suối lại để múc hồ này, như là cái nguồn nước thì cả nhà mình yên tâm nhé. Máy ống có sẵn ở đây ạ. Rồi, cả nhà mình ai quan tâm thì cô nên hưởng để đi xem thực tế nhé. Đây em xin dừng video tại đây ạ.